Tốt 10 Thùy Vi Miss Grand Việt Nam 2023 xin lỗi vì phát ngôn hồ đồ, Nguyễn Thùy Vi không được ban giám khảo chấm để vào top 15, tuy nhiên do có lượng khán giả bình chọn cao cô được vào thẳng top 10 Miss Grand Việt Nam 2023 trong cuộc phỏng vấn sau đêm chung kết, khi được hỏi cảm xúc nghe tên mình trượt khỏi top 15, Nguyễn Thùy Vi bộc bạch, tôi cảm thấy thất vọng vì ở phần thi bikini, tôi làm tốt hơn nhiều bạn nhưng vẫn bị trượt top 15. Người đẹp Trà Vinh khẳng định bản thân tiến bộ, tạo dấu ấn sau đêm thi trang phục dân tộc sau phát ngôn trên. Thùy Vi khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng cô tự tin thái quá, nói những lời hồ đồ thiếu tôn trọng các thí sinh lọc vào top 15 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Miss Grand Việt Nam 2023, tối ngày 4 tháng 9, Nguyễn Thùy Vi chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về ồn ào phát ngôn. Cô viết, tôi xin lỗi vì làm khán giả buồn lòng. Khi trả lời phỏng vấn, tôi đã chủ quan, để cảm xúc chi phối nhưng suy ngẫm nghĩ lại, tôi biết mình có những lời nói không tinh tế, người đẹp cho biết, sau cuộc thi bản thân tiếc nuối về kết quả. Thùy Vi hy vọng khán giả cho cô cơ hội sửa sai đây là bài học kinh nghiệm giúp người đẹp chín chắn và suy nghĩ thấu đáo về những tin đồn khác tôi nghĩ người trong cuộc sẽ hiểu rõ nhất tôi không tranh giành bất cứ điều gì luôn cư xử đúng mực với mọi người khi tham gia cuộc thi tôi vừa hạnh phúc vừa áp lực áp lực vì sợ khán giả thất vọng những giọt nước mắt rơi trên sân khấu là sự thất vọng của tôi về bản thân cô nàng bột bạch